cho nó thơm rồi đó, ớt chuông bỏ vào. Đây là cái ớt chuông vàng các bạn nha. Ớt chuông bỏ vào được rồi. Các bạn bên này có khỏe không? Ở Việt Nam tình hình dịch bệnh sao rồi? Ở bên này thì bây giờ nó có một cái chủng mới nữa, thì tất cả nhà hàng hay là ăn uống ở đây thì đều mở là bình thường, nhưng mà nó có một chủng mới nữa, cho nên là ai cũng phải cẩn thận hết. Cũng may mắn là mình làm việc ở nhà cho nên là cũng đỡ tiếp xúc ở ngoài hơn. Shipper thì đã ngoài sáng dậy à, tập yoga, dậy xong bắt đầu tập yoga khoảng chừng nửa tiếng, thì chở cái thảm ngay chỗ trước cái sân sau rồi, rồi tập yoga cảm thấy nó cho nó giãn gân giãn cốt ra. Đây, thì thịt bên này thì họ đã bỏ xay cho nên họ đã rửa sạch sẽ hết rồi, mình chỉ việc là bỏ vào thôi. Nó cay đường thịt cho nó để dính, nó bị nó gờ rồi. Không biết là các bạn ở Canada lâu rồi, nhiều bạn rất là ghét tiết, nhưng mà đối với mình với chị thì rất là thích. Mỗi lần tiết rơi cảm thấy mình em thấy nói chung là thoải mái, em thấy đầu óc mình nó fresh ra, chìm chút lên. Tất cả mình ở nhà là ở nhà cho nên là mình thích đó. Có nhiều bạn đi làm việc ở ngoài rồi, mỗi lần trước giờ rất là cực, phải nói chung là phải mỗi lần đi làm là phải lấy cây vệ sinh tiết ở xe á, vì khi tiết lớn quá không biết là xe nào của mình luôn. Thấy mấy cái video clip trên mạng á là dọn xong mới biết là xe của người ta. Cho nên là tôi bỏ xin muối vào thôi, sẽ thịt nó cay, muối tiêu với lại bột ớt. Bột ớt này là nó có pha rồi, cajun nó có pha cái loại hành tây này với lại cà hà. Ở nhà từ khi mình qua thì cả nhà ai cũng ăn ớt thì hết trơn á. Trước đây thì ăn ớt ít lắm, nói chung là không hầu như là không được luôn. Bây giờ từ khi có cherry ở đây thì ai cũng phải ăn cay hết, tại vì mình thích ăn cay mà mình nấu cay phải ăn thôi. Bây giờ rớt tất cả rồi, tất cả rớt ra người rau củ người đủ. Không biết các bạn sao chứ tụi mình rất là enjoy cái việc nấu ăn, cảm thấy nó không có gì gọi là phải là, mà khi mình nấu mình cảm thấy mình ăn cái món mình nấu thấy nó ngon hơn ngon hơn mấy cái món mà ở nhà hàng nữa rồi. Cái khẩu vị mình nấu nó sẽ vừa với mình. Và mình nấu mình bỏ hết cái tình cảm trong đó hết, mình thấy nó ngon hơn. Rồi bây giờ sắc cà rốt bỏ vô. Nói chung là mình ăn thì sắc sao cũng được ha. Sắc hạt lựu bỏ vô, tại vì cái thịt toàn nó hạt lựu rồi. Bỏ cà rốt vô mà nó bự quá thì nó bị mấy miếng thịt nó chìm. Cho nên là cắt sao cho nó bằng cái size với cái miếng thịt. Mùa hè nếu mà làm ở nhà thì cảm thấy bị tù túng, nhưng mà mùa đông làm ở nhà thì mình cảm thấy mình may mắn mình làm ở nhà, tại vì đi ra ngoài nói chung là rất là bất tiện. Khi mùa đông tuyết rơi nè, nhiều khi nó bị tuyết mà nó rơi mới rơi nó đẹp mà, nhưng mà khi nó mà nó tuyết nó tan rồi đó, nhìn nó dơ đó, đi xe cũng chạy xe cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà bởi vậy ở đây là tới mùa đông là ai cũng phải đổi cái bánh xe mùa hè thành
xe mùa đông. Bánh xe mùa đông thì nó có cái nhiều cái răng hơn, cho nên là khi mà đi tuyết nó không bị trượt. Cho nên là tới mùa đông là ai cũng phải đi đổi lại bánh xe khác, bánh xe dùng cho mùa đông. Đây, cà rốt. Ăn cà rốt ở đây thì không sợ cà rốt Trung Quốc hả? Nhưng mà ở chợ Tàu không biết là rau củ lấy từ đâu, chắc cũng ở bên này hoặc ở Trung Quốc qua. Nói chung là không khi nào mà mua rau củ ở chợ Tàu hết trơn á. Chỉ có chợ Tàu là đi xuống đó mua mấy cái mà dành cho, nói chung là chợ Tàu là chợ Việt Nam là chung mà, thì xuống đó mua những cái mà ở cái gia vị nè, gia vị nó phở nè, rồi nấu mấy cái món châu Á đó, thì ở chợ Tàu có gì cũng có hết trơn. Thực sự là bên này là cái gì cũng có hết ạ. Cho nên các bạn ở Việt Nam qua không phải đem một cái gì hết. Nói chung đem những cái đủ cho mình xài lúc đầu thôi. Lúc đầu mà mình qua mình chưa biết là mua ở đâu hay là như thế nào thì mình có mình sử dụng thôi. Chứ còn ở đây quen rồi á thì ở chợ Tàu rất là nhiều. Mắc một xíu nhưng mà cái công mà đem qua nó còn hơn nữa. Cho nên là thà mua ở đây. Đây là khoai tây. Đấy. Ở bên này nấu ăn là không phải ở Việt Nam mình là mỗi lần nấu là phải nấu 3-4 món nè. 3 món ở nhà mình thường ở Việt Nam là mỗi lần nấu ăn á, ngoài nấu cơm xong rồi là nấu 3 món đồ ăn nữa. Canh rồi cái gì đó, nói chung là rau củ rồi đồ mặn rồi đồ xào cái gì đó. Mỗi lần nấu ăn thì rất là nhiều món. Nhưng bên này á, nấu ăn á, mỗi lần nấu ăn chỉ có một món rồi thôi. Tiết kiệm được rất là nhiều. Tại vì cái chỉ có người ta nấu nhiều món là khi mà có ngày lễ gì thôi bạn, chứ bình thường là chỉ nấu một món thôi. Đó. Một món, ví dụ như là món đó nó có phải có tinh bột ha, thì tinh bột ở đây là cái khoai tây, đây là tinh bột là cái mình no chính là ở đây là khoai tây nè. Là hoặc là nếu mà nấu có món mì ý hay gì đó thì mì là cái nguyên liệu chính để cho mình no, là không bỏ cái khác nữa. Ở đây mình nấu khoai tây đúng không, mình bỏ mì mà nấu bỏ tinh bột khác vô nữa thì ai cũng thấy rất là kỳ lạ, bởi vì nó có khoai tây rồi mà có tinh bột rồi mà. Cho nên là cái văn hóa ăn uống ở đây ở nhà này cũng thấy cũng khác, ý là mình cũng quen mà đồ lúc nào cũng ăn cũng được, nhưng mà có điều là ở lâu quá cái thì mình ăn, người Việt mình là vẫn là cơm là chính, thì ở đây là khoai tây là chính. Cho nên là có hôm thì khoai tây nấu cái này rồi khoai tây nghiền rồi khoai tây, nói chung đủ loại khoai tây luôn. Mình ăn biết mình nhìn khoai tây mình sợ luôn, nhưng mà rồi cũng quen thôi. Đây. Không hiểu sao mỗi lần mà bị mà nói chung là stress hay là gì đó căng thẳng thì mình hay nấu ăn. Nấu ăn cảm thấy xả stress nhiều lắm ạ. Xong rồi bây giờ cứ chờ nó chín thôi. Nhìn đầy đủ màu sắc nha. Hôm trước có một chị, bà con cái cậu thì chị này đang ở bên Mỹ đó, thì chị cũng nói chung là có biết cái điện thoại thì hai chị nó liên hệ với nhau, làm thật nha, nói chuyện cũng vui lắm. Cảm giác nói chung là chị hỏi bên này thiếu gì không, chị gửi qua họ cảm giác ấm lòng. Nhưng mà thật sự bên này là nó không thiếu một cái gì hết. Thì chị đang ở bên Mỹ thì chị nói là bên đó là gần cái siêu thị người Việt rất là nhiều, mà thật ở đâu cũng có cái siêu thị người Việt đó bạn. Thì ăn uống món Việt Nam hay món Tàu thì mình ở cũng từng ở Trung Quốc mà, cho nên là thấy cái món Tàu mình cũng rất là thích cái món ăn của Tàu, nấu món ăn của Tàu lâu lâu cũng Tàu tay tay rồi vẫn lụng. Rồi một cái ây da sao có nhớt ra ngoài vậy. Đây trước đây nhìn đây nha,
chưa? Tuyết đóng băng phủ hết xe. Mỗi lần đi thì phải dọn mấy cái tuyết trên xe đó đó. Mới thấy đèn mà lái nè. Ở đây là chuẩn bị Noel rồi, cái đèn làm nè. Trang trí mấy cái đèn Noel rất là đẹp. Đèn Noel rồi mấy cái cây thông. À, tuy là đôi lúc nhớ món Việt Nam thực sự là mình cũng nấu được, nhưng mà ngày nào mình nấu xong mình thấy nhiều khi mình không có thích nấu đó. Thì mình nhớ là ở Việt Nam là chỉ cần là chạy ra một xíu đó thôi là mua được rồi, mà ở đây mình phải nấu hết, mỗi lần thèm món ăn đó thì nấu xong hết thèm rồi. Nhưng mà có cái là nấu ăn uống ở đây nó có, nó không cần phải nấu gì nữa, cũng tiện cái thời gian nấu ăn hay là gì đó, nó không mất thời gian của mình nhiều lắm rồi. Nhìn rất là này nọ màu mè nha, chứ không tình thường đâu. Thấy chưa, thấy giống, thấy giống nhà hàng chưa? Thì bây giờ cái này, cái chân món này là mỗi lần nấu là không biết món gì luôn, bỏ đủ thứ trên đời này rồi hết. Đây, bây giờ mở cái sắp cà phê này. Cà chua tương sốt, tương cà chua bên này nó khác thật lắm. Đây, tức mấy là cà chua bên này, nói chung là cà chua thật. Cà chua thì khi nó bỏ nhiều màu quá này, cà chua này ha, cái nhìn nó còn giống như còn nguyên trái luôn. Đó, chỉ lấy vỏ ra thôi, không còn phải là, không còn phải là mua trái cà chua. Cà chua như thế này làm sốt nữa, nó cũng có, nhưng cái này để làm salad thôi. Còn nấu thì cái này nó sẽ tiện hơn. Bây giờ sẽ giai đoạn này là giai đoạn đổ cà chua vào, còn cái ra hồi gì không nữa, nói chung là cứ cho nó vô hết đi. Thấy màu gì chưa? Đó, cái này là gọi là xà bông, cái món ở Việt Nam này gọi là xà bông. Cà chua này cũng có lý mà, không cần phải làm cái này cà chua này bạn. Mình làm cái cá mà sốt cà cũng ngon lắm này. Vậy không cần phải là xào cà chua, chờ cái nước bốc vỏ cà chua. À, hình như là cái chảo này nó bây giờ nó nhỏ quá rồi. Nhưng mà để em nhớ thử xem nha. Nó thiếu cái gì đó, chắc thiếu đường. Bỏ cà chua vô cái tự nhiên nó chua. Rồi miếng đường. Thêm một miếng nước chưng. Nước chưng đi ha. Nước chưng này của Nhật nha. Rồi bây giờ muốn cho cay thì bỏ, bỏ cái gì đặc trưng ớt. Ê, có các bạn sẽ hợp ha. Cái chân ớt này đi. Đây, hôm trước bên này cũng có đây. Hôm trước mình mua cái này thấy chưa? Cái gì đó, muối ớt chanh, muối chanh ớt gì đó cũng có, cái gì cũng có hết trơn. Tương ớt gì bên này cũng có, cái gì nói chung là món Việt Nam không thiếu cái gì hết. Kể cả cái này, sữa ông thọ. Bây giờ chắc phải đậy nắp lại cho khoai tây nó chín. Để nên lại thử nó vừa chưa. Thì bây giờ mình đi rửa rác, rửa cái lon này ra thì ta sẽ đó, bạn nhìn thấy không, người ta đang chào tí rồi ha, cái chị đang chào tí đó, mùa đông là cái lệ đó,
đường nhà ai là nó chèo cái đường cái lối ra của mình thôi. Còn cái đường lớn thì có xe nó đào tuyết cả. Đây. Recycle bên này cái gì cũng phải rửa sạch sẽ mới bỏ recycle. Còn cái này lấy cái nắp đẩy lại. Rồi bây giờ trong khi chờ cái nồi này nó sùng sục để cho nó chín á, thì đi ra ngoài sân coi tuyết như thế nào nha. Let's go. Hi, đang ở ngoài sân sâu rồi. Thấy tuyết chưa? Đây. Đó. Để coi tìm cái bông tuyết nó có giống trong cái gì đó. Ồ, cái bông tuyết đẹp lắm nha bạn nha. Nhìn coi kỹ nè, nó có từng bông á, không biết bạn nhìn thấy rõ không. Wow. Đây. Cái năm nay cái lá này nó vẫn còn. Năm ngoái thì nó rụng hết rồi, thì năm nay cái lá này nó vẫn còn nè. Cho nên là cái màu đỏ là màu trắng nó pha vô nó đẹp quá ha. Đó. Phủ hết. Cái ớt này chắc chắc năm sau nó hết sống lại luôn rồi, nó chết luôn rồi các bạn. Cái ớt này. Rất là tasty. Cũng không lạnh lắm nha. Tuyết mà rơi rồi á thì nó không đến nỗi mà nó lạnh kinh khủng đâu. Tuyết không rơi nó mới lạnh. Đây, mấy cái cây thông này chuẩn bị trang trí Noel nè, thấy không? Đó, dễ thương không? Đây là mấy cái hạt châu, hạt châu Noel đó, treo lên trên nó có màu mè. Mấy cái cây này bạn, mỗi lần mà mùa đông á, chỉ cần là phủ cái lá lên trên, thì khi mà hết mùa đông rồi á, này ví dụ này, nhìn đây, nó vẫn còn sống nha bạn, thấy chưa? Đó, nó còn sống chứ nó chưa có chết đâu. Đó. Nó vẫn còn xanh tươi nè, mấy cây này nó khỏe lắm. Tuyết tuyết nhưng nó vẫn còn sống. Nó phủ lên thì mấy cái lá phủ lên giữ ấm cho nó, thì năm sau nó sẽ mọc lại. Chơi cả cành. Oh no. Oh no 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 no. Wow, cái camera nó rớt rồi. Đang quay sao? Quý sao mà nè. Đây, đây à, điện thoại thay sao. Đây. Nghe thấy chưa? Đó. Thôi mình đi vào lạnh quá chịu không nổi rồi. Đi vào vậy bạn nha. Đây, nguyên khung cảnh ở. Mình coi lại lần nữa nè. Bên kia là cái rừng thông, bên đó thì nó phủ hết một màu trắng của tuyết, đẹp kinh khủng chưa. Nó phải nói là đẹp kinh khủng vậy đó. Vậy mà không ai thích tuyết là sao. Hơi vào nhà nha, lạnh lắm rồi. Đây, bây giờ mở cái nồi này ra thấy nó xem nó sao rồi. Wow, nó đầy ngập luôn rồi. Không sao. Bỏ một ít oregano. Cái này là cái một lá của cái rau kinh giới rồi, rất là tốt. Cái này nó có cái tinh dầu Bắc Mỹ, tinh dầu oregano. Thì cái này tinh dầu này nó hỗ trợ cho bạn cái tiêu hóa này với lại đề kháng. Cho nên là mùa dịch này ở nhà là ngày nào cũng phải uống cái tinh dầu đó. Nếu mà ai mà bị COVID thì bác sĩ gia đình bên này là khuyên dùng là cái tinh dầu đó để nó bảo vệ cái phổi của mình.
Đây, cho nó bỏ nhiều ăn cho nó giải cảm. Mùi nó hợp với cái cà chua này lắm nè. Để nếm là thử xem, nếu mà chưa cay thì bỏ với một trái ớt vô. Nó chưa cay. Nè, ớt ở đây thì bỏ cái đá này. Ăn cái này một năm rồi đó, năm mà vẫn còn tốt. Là cái hạt ớt này lần trước mình lấy cái hạt ớt này mình trồng đó ạ, chứ không phải là mua ở ngoài. Cái hạt ớt này trồng lên cây ớt đó. Mà cây ớt này ớt mẹ nè, còn mấy trái. Nhưng mà nó ra cái ớt con á, nó rất là cay, nó cay kinh khủng, nó cay. Chắc tại người trồng á, cay quá. Em đến đây. Giờ chắc cay đó. Không cay thì quá thêm một trái nữa. Không cay nó bỏ hết bịch luôn ha. No. Nhìn sắp cái nồi là biết nó ăn ngon rồi, thấy chưa? Vậy. Chưa cay luôn, chắc từ từ nó cay hay sao, đại lại chút đi. Bỏ nhiều quá chút không mai ăn nổi, mình ăn cho hết. Ở bên này mà gần chỗ đây, hôm trước là cái chỗ mà mình hay đi cái siêu thị Metro á, thì không biết là cái video hôm trước có không, nhưng mà ở gần đó hôm qua đi thì nó có cái quán ăn của người Việt á, thì nói chung là món ăn chỗ đó ở đó cũng không có ngon lắm. Ở đây thì chỉ có cái nhà hàng Ngọc Yến ở Mississauga, cái chỗ đó thì nó ngon thôi. Còn mấy cái quán khác hình như là ăn mình không cảm nhận được cái món, tại vì mình người Việt mà mình ăn mình cũng thấy giống như là bị lai rồi. Thì cái món bún thịt nướng ở đó nó bỏ có gà nữa, bún thịt nướng có gà nữa, vô ăn nó kỳ kỳ kỳ. Nhưng mà nếu mà thèm món Việt Nam thì cũng có chỗ để mình đi, cà phê sữa đá này, cà phê hay gì đó, nói chung ở nhà mình cũng tự làm được. Thì có nhiều món mình tự làm được lắm, để là mình làm ngon hơn nữa, cho nên là lo lo gì đó đi thôi, chứ không có đi thường xuyên. Tại giờ mùa dịch nữa, nó có cái biến thể mới nữa, cho nên là mọi người cũng cẩn thận nha. Mình có vaccine rồi nhưng mà mình cũng phải nói chung là uống vitamin C nè, để kháng cơ thể nè, với lại mỗi ngày mình được uống cái tinh dầu, dầu hồi nãy cái dầu kinh giới đó. Đó, thì cái tinh dầu đó là bác sĩ bên này khuyên dùng, cho nên là mình uống không thấy rất là hay. Thì có gửi gì ba mẹ xài, mà ba mẹ xài ai cũng thích hết trơn. Mỗi lần cảm thấy cảm là uống vừa nhỏ vài giọt vô, uống nước vô là ngày mai mình thấy khỏe hơn đó. Cho nên là đều không phải là có vaccine rồi mình ý y là không được. Cho nên ở đây là ngày nào cũng phải uống cái vitamin C này. Mà ai mà bị rồi á thì nên uống hai viên vitamin C, thì mỗi viên là 1.000 ha, thì uống 2.000 mới đủ cho một ngày. Nếu mà ai mà bị COVID rồi đó thì phải uống 2 viên, bởi vì nhiều khi những cái triệu chứng đó, nó không có làm mình mệt liền đâu, nó không có
Có nhiều người không có sốt không gì hết, nhưng mà thực sự á, cái virus này á, nó ăn vô trong phổi, thì vô trong phổi mình nó rồi, nó là lúc tới đó là mình chạy cũng không được nữa rồi. Bởi bạn biết cái phổi mình nó mà vô rồi thì nó không, hoặc là sau này nếu mà ăn mà qua khỏi á, thì sau này cái phổi mình nó sẽ bị yếu yếu hơn bình thường, cho nên là cái mọi người cũng phải cẩn thận nha. Đó, nói ra giống các bác sĩ quá ha. Đây, hôm qua mình mua cái trái hồng, không phải hôm qua, 2 tuần rồi bạn, 2 tuần rồi. Thì cái trái hồng này mình nghĩ ô nó mềm rồi nè, nghĩ là cái hồng giò, nhưng mà mua 2 tuần 3 tuần là tại khí hậu ở đây nó lạnh đó, cho nên là nó cứ dày hoài, nó không có chịu mềm. Mà mình tưởng là giòn thì cắt ra ăn thì nó bị gọi là gì, chát lưỡi á, ăn không được. Cái này chờ đây, đang chờ đây mà không biết có ăn được hay không. Cà chua, chuối, bơ đầy đủ. Thì ở đây là hầu như là ít ít khi mà ngày nào cũng phải đi chợ, đi giống như bây giờ ở Việt Nam mình đang Covid đó, thì ai cũng phải đi chợ, là 1 2 tuần đi chợ 1 lần, hạn chế ra ngoài lắm. Thì bên này bình thường họ cũng vậy đó, họ cũng trữ đồ ăn thôi. Nếu mà không có Covid thì họ cũng ít đi chợ thường xuyên lắm, chỉ có là 1 tuần này đi chợ 2 lần nè. Không, 2 lần, 1 tuần đi chợ 1 lần là mua rau củ. Còn mà đồ ăn mà thịt hay gì nọ, thường thường là họ mua gì họ đông, họ bỏ trong ngăn đông bạn, và đông lạnh để dành ăn từ từ thôi, chứ không ai mà, excuse me, không ai mà có thời gian mà đi ngày nào cũng đi chợ hoặc là gì, tại vì ai cũng phải đi làm. Và cái chợ nó cách chỗ thì cũng xa, hay là nói chung là chỗ mình cách chợ cũng không xa lắm, nhưng mà ai cũng bận việc công việc hết, họ không muốn là thường xuyên đi chợ, cho nên là 2 tuần mới đi mua thịt 1 lần, thịt cá gì đó thì bỏ ngăn đông. Còn rau củ thường 1 tuần là 1 lần. Thì ở nhà là siêu đi chợ là order mạng hết, thì mọi thì cái siêu thị nó sẽ đem tới nhà tận nhà luôn, rất là tiện, cho nên khỏi cần phải đi ra ngoài. Nhưng mà mình vẫn thích đi ra ngoài tà tư hơn, tại đi ra ngoài nhìn cái này nhìn cái kia thấy nó vui hơn. Tại mình là người châu Á nhưng mình vẫn thích là chợ búa hơn là cái kiểu mà sống mà nhà ai nấy sống, nói chung là nhà ai nấy sống buồn lắm. Đó. Đây. Cái chất hàng cho nó rụt ra. Em nêm lại coi thấy nhiều cái ớt cái thấm nó chà, nó cay chưa hả? Nó chưa cay, sao ngộ vậy ta? Mà nó muốn ăn thêm trái nữa. Thêm trái nữa đi. Mình nấu ăn tới đây thôi, để chút nữa nó ăn xong bạn đi ra ngoài á, thì mình sẽ quay cho bạn ở ngoài cảnh tuyết rơi thế nào ha, nếu mà đi ha. Còn không đi thì chắc cái video mình cũng tới đây thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, nếu mà cảm thấy hay thì cho mình một like. Thank you, bye.